Xin hỏi bạn vừa đặt xe đúng không nhở? Mũ của bạn. Ok, mình đi nhá. Có muốn đi uống chút bia với em không? Em mời. Đêm hôm Valentine lại khóc một mình. Chắc là thất tình à? Không có gì đâu. Mà anh tên gì đấy? À, mình là Hiệp, 23 tuổi. Còn cậu? Em tên Tâm, em là 21 thôi. Mà đêm hôm uống bia với người lạ thế này, em không ngại à? Em thà không làm gì anh thôi. Lớn nhỉ? May cho em là anh xe ôm miền lạnh tử tế đấy. Cảm ơn nha. Mất một đêm làm việc của anh rồi. Có gì đâu, em mời anh bia rồi mà. Thôi, em về nghỉ ngơi đi, mai còn đi học. Thế thì có số rồi, có gì liên lạc lại nha. Ok. Mình cảm ơn nhá. Ok, mình xin. Alo. Alo, anh ăn gì chưa? Anh đói quá, anh đang đi ăn đây. Anh rảnh không? Có nhận đi khách không? Cho em mua anh một bữa trưa nhá. À, có khách thì phải đi chứ. Bao nhiêu tiền lương em nhở? Tiên à, em đùa tí thôi. Chứ em không phải loại con gái như thế đâu. Anh cũng người phụ được qua nhà em. Ok, anh qua liền đây, chờ anh chút nha. Chậm phạt tiền đấy. Có chuyện gì à? Không sao đâu, con chó nhà em bị ốm mà. À. Em nghe điện thoại thì nhá. Ừ. Alo. Đừng có gọi nữa. Mình có cần về luôn không? Không sao đâu mà. Anh nén chết đi. Tao vui mà. Em về nhà rồi. Lại sắp phải xa nhau rồi. Chắc là anh sẽ nhớ em đây. Thôi, tào quá. Ờ, đây rồi. Đây. Ờ. Lại bắt tóc của anh một buổi chiều hả? Còn sao đâu. Em vui là đủ. À, em vui là đủ à. Toàn nói linh tinh. Mà cảm ơn anh nhá. Thì đã ở bên em lúc mà em buồn nhất. À, vẫn là câu cũ. Em vui là đủ. Hôm nay đi chơi vui quá. Mà
Tí nữa về gặp bố mẹ không biết phải nói gì. Thì cứ bình thường thôi. Anh yên quân đồ của máy xe. Gọi lại tí. Gọi lại xe lại lấy đồ rồi. Xem anh là ai? Chồng em chứ còn ai nữa. Mới yêu nhau được 2 tháng đã đưa làm chồng rồi à? Sao lại đây? Hôm nay là kỷ niệm 2 tháng yêu nhau mà. Em sao thế? Chó này, tại sao mày ôm yêu tao? Hả? Anh bỏ tay ra. Tâm, em là ai? Em sao anh lại đây? Chứ như này là sao? Đây là vợ sắp cưới của tao. Mày muốn chết à? Sao anh lại đây? Em không nhớ gì à? Hôm nay là kỷ niệm 2 tháng yêu nhau. Anh có một quà đến tặng em đấy. 2 tháng rồi cơ. 2 tháng này. Hóa ra cô cắm sừng tôi 2 tháng này rồi cơ à? Anh em nói đã. Đêm Valentine, vì em với anh giận nhau cho nên em mới gặp anh ta. Em với anh ta không có gì với nhau hết. Chỉ là anh ta thích em quá nên anh ta cứ lẽo đẽo theo em thôi. Cái gì? Tôi lẽo đẽo theo cô? Anh im đi, đây là chồng sắp cưới của tôi. Thấy con nào đêm Valentine leo lên xe của tôi, còn leo lên giường của tôi. Đêm đầu cũng đê mê đấy, nhưng về sau cũng nhạt rồi. À, hay là hôm nay kỷ niệm 2 tháng, mình đi uống tiếp nhá. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Anh đừng nghe anh ta. Hóa ra đêm Valentine cô vô cớ giận tôi để đi theo thằng chó này. Thì ra đây là người yêu cũ yêu sinh lý mà em hay kể à? Mày biết cái đéo gì? Thôi được rồi, không có yêu đương gì hết. Mai về gọi ông bà già, quỷ cưới. Ồ, con sắp cưới à? Đây, coi như quà cưới. Chúc mừng anh mạnh mẽ nhá. Anh nghe em nói đã. Không yêu đương gì cả,